Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về diễn tiến từng năm của tuổi Mậu Thìn 1988 nữ mạng. 1. Diễn tiến từng năm. Từ năm 19 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 19 tuổi, cơ vận may về thi cử, đạt được những thành tích tốt. Năm 20 tuổi, bắt đầu sự nghiệp gặp phải nhiều khó khăn, nhưng đến những tháng cuối năm, có bước tiến đột phá. Năm 21 đến 25 tuổi, có vận may về tình cảm. Sự nghiệp trong những năm này cũng có nhiều tốt đẹp. Tuy nhiên, trong năm có vướng phải những vấn đề về sức khỏe, cần chú ý và cẩn thận hơn nữa. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, trong những năm này khá có vận may về tài chính. Năm 26 tuổi, tình cảm phát triển tốt đẹp. Năm 27 tuổi, được quý nhân giúp đỡ, nên tài lộc nhiều. Sự nghiệp cũng nhờ vậy mà thịnh tiến. Năm 28 tuổi, có tin vui về gia đình, tình cảm ngày càng phát triển, con cái khiến cha mẹ vui vẻ. Năm 29 tuổi, thích hợp cho những ý tưởng, kinh doanh đầu tư, nếu làm ăn trong năm này, sẽ rất may mắn và thành công. Năm 30 tuổi, cẩn thận về vấn đề tình cảm gia đình. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này vướng phải năm xung khắc nên ảnh hưởng nhiều tới các mặt của cuộc sống. Năm 31 tuổi, cẩn thận trong những cuộc làm ăn lớn, tránh hao tổn tiền của. Năm 32 tuổi, khi ra ngoài cần cẩn thận. Mặt khác cũng nên chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân, đề phòng các bệnh về đường ruột. Năm 33 và 34 tuổi, gia đình có nhiều niềm vui. Năm 35 tuổi, có tin vui về con cái, cuộc sống gia đình yên ổn, không có sóng gió gì. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, gia đình có nhiều điều bất ổn, cuộc sống không quá thoải mái. Năm 37 và 38 tuổi, cuộc sống khá may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên, cũng cần để ý hơn tới sức khỏe, tránh làm việc quá căng thẳng. Năm 39 tuổi, cuộc sống êm ấm, công việc sự nghiệp không có gì bất thường. Năm 40 tuổi, có vận may tiền bạc, công danh sự nghiệp trong năm phát triển. Sức khỏe được cải thiện hơn nhiều so với các năm trước. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong những năm này nên cẩn thận hơn về bổn mạng, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Không nên quá tham công thức việc mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân. Mặt khác, trong năm khá có may mắn về vấn đề tiền bạc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian cuộc sống có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trong công việc không có gì phát triển và cũng không gặp phải cản trở nên không cần lo lắng. Tình cảm giữa các thành viên trong nhà tốt đẹp, hòa hợp. Con cháu có đứa thành đạt. 2. Những năm khó khăn nhất của tuổi Mậu Thìn nữ mạng. Tuổi Mậu Thìn có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt, tiền bạc khó khăn, thiếu hụt. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm này, bạn nên đề phòng có hao tài hay đau bệnh. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.